Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn cách làm món dồi tiết lợn để làm sao mà ngon nhất. Thì dồi tiết thì đầu tiên mình sẽ chọn lòng. Lòng da này thì mình sẽ chọn những cái lòng nó hơi nhỏ nhỏ này các bạn. Đấy. Mình không cho nên chọn những cái to quá. Chọn to quá thì khi mình dồi tiết vào nó sẽ rất là to, nó sẽ quá khổ gấp miếng tiết lên nó rất là to. Nên mình sẽ chọn những cái miếng những cái lòng nó nhỏ nhỏ, thon thon nhỏ nhỏ này. Để khi mình dồi vào nó sẽ rất là vừa ăn. Mỡ thì mình sẽ sử dụng khoảng 2 lạng mỡ. Mỡ này là mình dùng mỡ chài để mình sẽ cho vào trong nhân tiết, nó sẽ tạo nên cái độ ngậy ngậy. Và mỡ chài này nó sẽ không, nó ngậy như nó không bị ngấy nhiều các bạn, ăn nó rất là ngon. Tiết thì mình sẽ sử dụng khoảng 0,5 lít. Rau thì mình sử dụng rau răm, khoảng 30g rau răm và 20g hành lá và một quả ớt. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi làm lòng các bạn. Lòng này thì mình sẽ mang đi rửa. Mình sẽ đổ lòng này và xả nước. Xả nước mình sẽ rửa thật sạch. Rửa sạch này, sau khi mình rửa sạch thì sẽ bỏ muối và giấm để bóp, để tẩy bỏ những cái hôi và cái nhớt của trong cái lòng. Mình sẽ rửa sạch các bạn. Khi mà mình rửa sạch nước như thế này thì mình cho muối và giấm để tẩy, nó sẽ nhanh sạch mà nó sẽ đảm bảo. Đấy, mình rửa sạch. Sẽ cho muối hạt các bạn và giấm trắng. Khi mình cho giấm và muối hạt này thì mình sẽ đánh tan cái muối hạt này, để khi mà mình bóp cái lòng nó sẽ không bị làm rách lòng của mình. Sau khi tan thì mình sẽ bỏ cái lòng vào để bóp. Khi mà bóp sạch và muối và giấm thì mình tiếp tục xả nước để rửa thật sạch. Đấy, khi sạch rồi thì mình sẽ xả nước để rửa sạch bỏ những cái muối giấm. Sau khi mình xả sạch cái nước rồi thì mình sẽ lộn lượng lại để rửa cái phần bên trong. Mình sẽ lộn phần bên trong ra các bạn. Mình sẽ dùng nước này để lộn phần bên trong để rửa sạch những cái. Khi mà người ta lộn ra cho mình thì họ sẽ không rửa. Mình sẽ bóc bỏ những cái mỡ hay những cái tật nó còn ở trong cái miếng lòng. Đó, mình tiếp tục rửa sạch các bạn nhé. Những cái phần ở ngoài này thì mình cũng không cần phải bóc muối. Khi mà mình rửa sạch rồi thì mình lại lộn lại phần trong này các bạn nhé. Đấy, mình nếu mà có miếng mỡ này thì mình cũng để bỏ những cái mỡ rắc hoặc những cái tật, bỏ hết những cái phần. Sau đó thì mình lại lộn trả lại cái phần trong ra ngoài. Sau khi mình rửa sạch như thế này thì mình sẽ đặt một cái nồi nước lên trên để mình sẽ chần cái lòng các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi chần sơ cái lòng. Mình có đặt một cái nồi nước
sẵn rồi các bạn. Đấy thì mình bây giờ mình sẽ đun lên và chờ nước sôi thì mình sẽ thả lòng để vào vào chân. Nước sôi thì mình sẽ thả lòng vào các bạn nhé. Lòng này thì mình sẽ thả vào và chỉ trần sơ qua thôi. Đấy, khi mà mình nước sôi thì mình chỉ cho vào mình trần sơ qua. Nếu mà các bạn khi mà mình trần như thế này là các tác dụng sẽ tẩy hết những cái hôi ở trong cái lòng da. Đây, được rồi các bạn. Đấy, những cái lòng mà nó to là các bạn, cái nào mà nó to nó sẽ co bớt lại, nó sẽ nhỏ bớt. Đấy, mà mình cho vào khoảng 30 giây, mình sẽ đào đây, mà bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình không được trần kỹ quá các bạn nhé. Kỹ quá này nó sẽ hỏng một cái lòng da. Và bây giờ mình sẽ sang xả nước luôn các bạn. Đây mình xả sẵn một chậu nước này. Bây giờ mình sẽ vớt lòng ra. Mình sẽ vớt lòng ra và rửa luôn. Đấy, mình sẽ cho vào đây ngâm rửa luôn. Sạch sẽ. Đấy, và bây giờ mình lại rửa lại cho nó sạch. Mình sẽ đảm bảo với các bạn nó sẽ hết sạch mùi hôi luôn, không còn một chút xíu nào mùi hôi của lòng và nhớt, nó cũng sạch luôn. Bây giờ mình sẽ quay đi để làm rau và băm mỡ các bạn. Mình sẽ vớt cái lòng này ra rổ cho dọc nước. Với rau răm và hành lá này thì mình sẽ thái nhỏ các bạn. Đấy, mình cho thái thật nhỏ cái rau răm này. Với hành lá thì mình cũng thái nhỏ xong rồi cũng băm sơ qua các bạn. Sau khi cái hành này nhỏ thì mình sẽ bỏ ra một góc. Với ớt này thì mình sẽ đập vào nó nhỏ. Bây giờ mình sẽ băm về cái phần mỡ chai. Mỡ chai này thì mình sẽ thái nhỏ trước khi băm các bạn. Mình sẽ băm nhỏ cái mỡ này. Một chút xíu nữa thì mình sẽ cho những cái hành và răm và ớt vào đây để băm cùng để cho nó quyện vào với nhau luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào băm lẫn luôn. Như vậy nhỏ rồi thì mình sẽ bỏ ra ngoài đây các bạn. Và mình sẽ đi tiến hành như làm rồi. Mọi việc chuẩn bị thì đã xong rồi thì mình sẽ đi chuẩn làm rồi các bạn. Đấy thì về cái lòng da này, trước khi mình làm thì mình sẽ dùng chuẩn bị lạt, một chút lạt nho nhỏ các bạn này. Đấy, lạt mình sẽ tước nhỏ sẵn để buộc vào lòng. Và một cái chai coca mình cắt dạng như thế này, cái phễu, để mình sẽ đổ tiết vào. Thì mình sẽ dùng một cái dây buộc một cái đầu. Mình sẽ buộc thật chặt một cái đầu của lòng da này trước. Mình sẽ thu nút trước. Cái còn lại thì mình cũng buộc sẵn các bạn nhé. Mình chỉ buộc một đầu trước thôi. Một đầu kia để tí nữa mình cho tiết vào mình sẽ buộc. Muốn rồi tiết này bán cháo lòng rất là ngon. Hay là mình ăn cùng với lòng non các lòng non rồi dạ dày tràng. Đấy, khi đã xong rồi thì mình sẽ bắt đầu làm tiết đây. Đây mình sẽ chần lấy một cái xoong và với cái lượng gì thì mình sẽ đổ nước các bạn.
mình sẽ dùng 1 bát rưỡi các bạn nhé, 1 bát rưỡi nước này, và một cái lượng mình sẽ cho nhân vào đây mỡ và rau. Đấy, mình sẽ cho vào đây đánh. Bắt đầu mình sẽ lên gia vị. Thì cái này mình sẽ cho một chút xíu hạt tiêu, vào khoảng 2 gram hạt tiêu. Đường mình cho khoảng 3 gram đường. Bột ngọt thì mình cho khoảng 3 gram bột ngọt. Sau đó thì mình sẽ đánh tan các bạn. Ở trong tiết này thì người ta đã có muối rồi. Mình chỉ cho đường và bột ngọt vào để đánh cho nó tan. Khi tan thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ múc tiết vào để đổ quấy. Sau khi đã tan rồi thì mình sẽ đong tiết các bạn nhé. Mình sẽ đong 1 bát rưỡi tiết. Mình đong theo tỷ lệ là cứ 1:1. 1 tiết và 1 nước. Đấy, vừa nãy mình cho 1 bát thì rưỡi thì mình sẽ bây giờ mình sẽ cho 1 bát rưỡi, mình sẽ cho vào và đổ thật nhanh tay các bạn nhé. Đấy, và cho vào đây đánh. Đánh thật nhanh tay. Khi đã đều rồi thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái phễu và chọc vào đây rồi. Được thì mình sẽ đổ thẳng tiết vào các bạn. Còn nó sẽ đông mất. Đây, và sau đó thì mình sẽ buộc lại. Buộc thút nút cái đầu. Và mình để cái này chờ nó đông thì mình sẽ để ra ngoài các bạn nhé. Với cái tiếp theo thì mình cũng như vậy. Khi mình cho vào này mình sẽ buộc nhanh tay các bạn nhé. Mình sẽ nhanh tay xong rồi dồn để cho cái lòng nó sẽ nhỏ bớt. Đây, mình sẽ cho ra ngoài đây. Mình sẽ đặt một nồi nước lên để luộc lòng. Thì sẽ đặt một nồi nước này chờ nước sôi thì mình sẽ thả lòng vào các bạn nhé. Nước cũng nóng ra ra rồi thì mình sẽ bắt đầu thả rồi vào các bạn. Đây, mình sẽ thả. Khi mình thả này vào đun cho nó sôi, mình sẽ đun sôi và sẽ nhỏ lửa. Khi mà nó sôi rồi thì mình sẽ nhỏ lửa để nó không bị vỡ rồi các bạn. Lòng này thì mình sẽ luộc trong khoảng tầm từ 20 đến 25 phút là chín khi nước sôi. Bắt đầu từ mình tính từ nước sôi các bạn nhé. Và bây giờ mình cứ mở vung ra để chờ nước nó sôi. Khi nước bắt đầu sôi nhỏ nhỏ này thì mình sẽ nhỏ lửa đi các bạn, để tránh nó bị vỡ rồi. Đấy. Mình sẽ giảm nhỏ lửa dần. Khi nó đã sôi hẳn thì mình sẽ giảm hẳn luôn các bạn. Rồi sôi được 5 phút mình om thì bây giờ mình sẽ chọc cho ra cái khí ở trong các bạn. Đấy, mình sẽ chọc thật đều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều khí nó thoát ra ngoài. Sau khi mình chọc được thì mình sẽ chọc thoát hết khí ở ngoài rồi thì mình sẽ om tiếp trong khoảng 20 phút nữa các bạn. Đấy, mình sẽ chờ.
chở cái mặt nó nổi lên trên đây xuống dưới. Bây giờ mình sẽ đậy vung lại các bạn. Và sẽ om đúng trong 20 phút nữa thì mình sẽ vớt ra. Đây mình luộc đã được 18 phút các bạn. Nên bây giờ mình kiểm tra là chín rồi, bây giờ thì mình sẽ vớt ra. Đấy, khi các bạn mà thấy nó nổi như thế này là chín, hoặc là mình có thể dùng tăm xiên mình xiên mà nó sẽ chảy nước trắng ra thì là chín rồi. Và bây giờ mình sẽ vớt ra ngoài. Nhà lòng mà thái ra cái tiết của nó ở trong, nhân của nó ăn sẽ rất là mát và ngon. Đây mình vớt ra đây để nguội nguội một chút xíu thì mình sẽ thái thưởng thức cùng các bạn. Và bây giờ mình sẽ thái các bạn, thái ra thử ở trong đây như các bạn nhìn này, rất là ngon. Đấy. Và cái miếng dồi này thì mình sẽ thái khoảng 2 phân. Rồi tiết này thì mình có thể chấm với muối tiêu chanh hoặc là mắm tôm hoặc mắm nguyên chất các bạn nhé, khá là ngon. Và món dồi tiết này thì mình cũng có thể làm vào món cháo lòng cũng khá là ngon. Đây là thành phẩm món dồi tiết lợn các bạn, nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Miếng dồi tiết này các bạn, khi mà nhân và tiết nó được quyện vào nhau mịn màng khá là ngon. Món dồi lợn, dồi tiết lợn này thì ăn chấm với mắm tôm các bạn nhé, khá là ngon, hoặc là tiêu chanh, nước mắm nguyên chất. Như vậy hôm nay thì mình đã chia sẻ xong với các bạn món dồi tiết lợn. Các bạn nào thấy hay và bổ ích thì bấm nút đăng ký rồi bấm nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.